của các bạn là một cặp loa Tech Bass 30 thương hiệu đến từ Nhật Bản. Phải nói là chất âm quá tuyệt vời các bạn. Hay đến từng lốt nhạc luôn nha mọi người nhé. Đây là em đang quay trực tiếp bằng điện thoại, không qua một cái thiết bị để chỉnh sửa nào. Thiết bị ghép là một con đẩy HLA mã là 1000 và một con vang Shiso T3 hàng bãi. Đấy. Nhạc thì cắm ở máy tính vào. Đấy. Loa rất là đẹp, đẹp đến trên 90% nha mọi người nhé. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất và những cái mặt hàng mới khi bên em về ấy, thì em sẽ lên sóng, các bác được theo dõi cho nó được gọi là rõ nét hơn. Ở trong clip trước thì Minh Vũ cũng có làm clip quay rất là chi tiết về cái nội thất cặp loa Tech này, nhưng hôm nay sẽ dành riêng một cái clip để test chất âm. Cặp loa này nó hay tuyệt vời, hay từ gọi là tiếng nhạc cho đến tiếng mic các bạn. Khi mà cái loa xịn nhá, cái loa xịn thì các bác biết rồi, mở không cần phải chỉnh trước cái gì mà đã hay rồi. Đây, em cho các bác xem cái giải EQ của cái phần nhạc. Em không có gọi là lưng, không có lưng tép lưng tiếc gì, mà cái con này tép nó sáng, tép nó sáng, đánh tinh tách đấy nha. Đây, đây là EQ của nhạc anh nhá. Gần như để cân bằng luôn các bạn, gần như để cân bằng luôn. Đấy, thu một chút gọi là giải bass vào cho nó gọn đi. Còn chung với test là gần như để cân bằng luôn, hay kinh khủng. Cái dòng loa này mà các bác mà đi lắp ở những phòng karaoke thì rất là nhàn luôn, chẳng cần phải chỉnh mấy. Loa xịn nó không như cái dòng mấy cái loa gọi là vớ vớ bẩn bẩn khi lắp ở trong phòng ấy, là căn chỉnh cũng rất là mệt mỏi. Hiện tại mẫu loa này đang có mức giá rất là tốt, 11.300.000 đó nhé, 11.300.000. Đấy, loa quá là giá hạt rẻ luôn. Trong cái thời kỳ Covid như này thì các bác thừa biết là cái giá cả cạnh tranh nhau từng tí một. Đấy, loa đẹp xuất sắc nhá. Những cái chỗ xuất sắc này em sẽ bung má lại cho các bác. Nó chỉ bị sức nhẹ thôi chứ không sức nặng. Đấy, nhìn thùng rất là đẹp nhá. Con này là khi nắm mặt ấy căng vào rồi ấy, đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Nhìn đã thấy phê rồi, mặt ấy căng nhìn sướng chưa, đẹp. Con này thiết kế rất là đẹp. Ở đây là cái này tháo mặt ấy căng rồi. Loa đẹp như thế này cơ mà, phải điện giật à, xuất sắc luôn. Không những đẹp mà còn rất rất là hay. Với cái tầm tiền các bác mua mấy cái đôi loa vớ vớ bẩn bẩn chúng nó bán toàn mười mấy triệu ấy, thì các bác gọi là chơi đôi này cũng phải sung sướng, vừa hay vừa gọi là rẻ. Không phải lúc nào cũng kiếm được cái lô loa nó mới như này, nó còn quá là mới. Đấy. Độ nhạy rất là cao, 99 decibel, giải tần hoạt động từ 25Hz cho đến 22.000, giải rất là rộng nha, công suất là 600W, bánh kinh khủng luôn. Mở ở, nếu ở trong phòng này của em mở thì gọi là bát thì chưa có nhúc nhích mà đã cảm giác là nó không thể chịu nổi. Loa rất là nặng, loa này nặng lắm các bác nhé. Rồi, clip này thì em xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi.
Mọi thông tin chi tiết đặt hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886859. Em ở Sao Đỏ Chi Nhánh Hải Dương nhé. Xin cảm ơn toàn thể các bác.